Cửa hàng đồng hồ cổ Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em Tâm xin giới thiệu với các bác một mẫu đồng hồ cây đến từ thương hiệu Howard Miller với mã số model là 610-490. Và chiếc đồng hồ tủ Howard Miller này được sản xuất tại Mỹ năm 1970-1980. Chiếc đồng hồ này có thiết kế đơn giản nhưng lại là rất là sang trọng. Với chất liệu vỏ gỗ là gỗ anh đào và gỗ nu. Đây là phần gỗ nu nè các bác. Đây. Phần mão. Kích thước tổng thể của cái tủ này là chiều cao là 2m02, bề ngang là 57cm, chiều sâu là 32,7cm. Và chiếc đồng hồ này sở hữu bộ máy chính hãng Howard Miller, 12 gông, 12 búa, chơi 3 bài nhạc, có chế độ tắt âm. Về tổng thể thì độ mới của chiếc cây tủ này lên đến 95%, còn rất mới. Bây giờ em xin báo giá của cây tủ Howard Miller này. Giá của cây tủ này hiện tại cửa hàng em đang bán với mức giá là 23 triệu. Với mức giá 23 triệu này, cửa hàng của em sẽ bao ship toàn quốc và tặng kèm 2 chai bảo dưỡng máy và làm bóng gỗ. Với các bác nào ở trong bán kính 300 cây chỗ cửa hàng em thì cửa hàng em sẽ giao hàng tận nơi và lắp đặt. Bây giờ em xin quay vào phần ngoại thất cho các bác xem và cảm nhận. Đây là phần đầu. Phần đầu thì có một cái viền gỗ đi qua cái mão. Dưới đây là phần áo lớp gỗ nu rồi các bác. Tất nhiên cái đường vân gỗ rất đẹp. Đây là bên hông. Đây là phần kính. Kính để thấy máy cũng được trang bị là một miếng gỗ được khắc hoa văn. Đây là phần kính. Đây là phần chân. Đây dưới phần đế nè các bác, cũng có thêm một mảnh gỗ nu rất đẹp. Giá cây tủ này khá mềm nha các bác. Đối với giá mà 23 triệu mà sở hữu một cây 12 gông, 12 búa, 3 bài nhạc thì quá là tuyệt vời. Đây bây giờ em quay sâu vào cái phần nội thất cho các bác xem. Đây là phần chìa khóa nè. Đó, ngoài chìa khóa này có một cái mảnh đồng. Mở ra. Rồi, vào bên trong. Đây, đây là phần mặt số nè các bác. Rất mới. Với cái màu nền là màu đồng, mạ vàng. Chữ số nổi học trò nè. Bên trên là chăn sao. Dưới đây là cái thương hiệu nè các bác, Howard Miller nè. Chính giữa thì có một cái gọi là nhà sản xuất cái hoa văn tựa như trống đồng nha các bác. Phối thêm là bốn miếng hoa văn chạm đây. Kim là kim bông. Đây là kim gốm nè các bác, chạy dây. Đó, bên đây là phần tắt âm và bốn bài nhạc. Đây, giờ xuống phần tạ. Đây là ba cái bánh xe tạ cước.
Đây phần tạ vẫn còn sáng bóng rất mới các bác. Này rất thích hợp để ở những căn hộ nhà chung cư. Đó, quả lắc nè, quả lắc có vai gian nè các bác. Bên dưới là chìa khóa nè, còn luôn cái catalog của hãng nè. Máy móc thì bên cửa hàng em đã vệ sinh lau dầu sạch sẽ căn chỉnh, các bác mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Bên em có bảo hành máy móc 2 năm tại cửa hàng. Đây. Và em xin báo lại cái kích thước của cái tủ này là chiều cao là 2m02, bề ngang là 57cm, chiều sâu là 32,7cm. Bây giờ em xin quay vào phần nhạc để cho các bác nghe. Các bác nào đang quan tâm và muốn sở hữu cây đồng hồ tủ Howard Miller với mã số model là 610-490 này thì liên hệ em qua số điện thoại 0909-255-303 hoặc 0909-555-303 hoặc tới ngay cửa hàng em xem thực tế tại số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bác đã xem video. Chúc các bác một ngày tốt lành. Em xin kết thúc.